chào đến cô chú chị em thân mến. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 anh em, thì lại hàng về tiếp tục anh em ơi. Thì hôm nay gồm có những dòng máy Kubota GT anh em, với mấy màu bộ dàn sới anh em ơi. Kết thúc anh